Đó, chúng ta bỏ vô từng cái vỏ như này. Đó, rồi chúng ta sẽ kéo lên. Đó, lấy dây kéo lên nhá. Ồ, nhìn tôm thích lắm anh chị ơi. Kéo lên. Đổ nước đá vào, đá lạnh á, để làm cho tôm hôn mê trước khi chở vào nhà máy. À, đã luôn, nhìn tôm đã lắm anh chị ơi. Xung quanh đây rất nhiều nhiều con tôm nha. Rồi xong bỏ đá vô ốp. Đó, đổ vô. À, để giữ lạnh nha. Kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em có dịp về miền Tây sông nước, và đặc biệt ở khu vực này gọi là huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Em sẽ quay lại một số hình ảnh về thu hoạch tôm tại miền Tây sông nước để gửi đến anh chị và các bạn nha. Đây là cảnh thu hoạch tôm. Đó. Bên đây là từng buông tôm nha anh chị. Đó, những cái buông tôm, bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch cái buông tôm này. Thì trước khi thu hoạch thì chúng ta sẽ tháo những cái máy trả oxy để chống chỗ để chúng ta kéo tôm lên. Và chúng ta sẽ bán tôm cho nhà máy nha. Bán tôm cho nhà máy, còn nếu mà bán cho nhà hàng thì chúng ta phải có oxy. Đó. Chúng ta sẽ quay cái cảnh về thu hoạch tôm. Thật sự hôm nay em rất là thích thú khi được nhìn thấy cảnh thu hoạch tôm của các chủ nuôi tôm tại miền miền Tây sông nước nha. Đó, đây là cái vuông tôm. Thì hôm nay là chúng ta sẽ thu hoạch tôm thẻ nha anh chị. Tôm thẻ. Và tôm thẻ thì đang có giá là 80.000 một ký. 80.000 một ký bán cho nhà máy. Đó, các anh đang tháo những cái máy chạy oxy. Máy chạy oxy, sau đó là chúng ta sẽ kéo tôm. Xem cảnh kéo tôm nha anh chị. Đó. Chuẩn bị kéo tôm nha. Rất là thích, đây là mồi từng vuông tôm nha anh chị. Đó, tháo máy chạy oxy, sau đó là chúng ta sẽ kéo kéo tôm thu hoạch để bán cho căn ký, bán cho nhà máy nha. Đó là từng vuông tôm bỏ lên những chiếc vỏ điện. Đó, bắt đầu kéo nha anh chị. Đó, bắt đầu kéo tôm nha. Đó, chúng ta thấy tôm nhảy không? Đang kéo là tôm nhảy nè. Quá trời quá đất luôn. Nhìn rất là thích anh chị. Xem trực tiếp rất là thích luôn. Đó, kéo tôm đó, thu hoạch đó. Đó. Đây là từng vuông tôm nha. Kéo tôm nhảy, nhìn ở ngoài rất là thích anh chị ơi. Kéo tôm. Thật sự nuôi tôm cũng rất là cực anh chị. Phải thường xuyên gọi là canh tôm để xem tôm có vấn đề gì không, để tôm khỏe mạnh đó anh chị. Nhưng mà khi mà thu hoạch được là chúng ta rất là mừng. Hôm nay là một trong những cái vụ thu hoạch bội thu của các nhà nuôi tôm tại miền Tây nha. Đó, đẩy mấy cái máy chạy oxy ra, sau đó là kéo tôm lên nha. Đó, bây giờ hai anh bắt đầu là thu lưới lại nè. Đó, thu lưới lại nha anh chị. Đó, bắt đầu thu lưới lại để bỏ lên từng cái vỏ để kéo lên. Nhìn thích lắm anh chị, cảnh thu hoạch tôm nhìn thích lắm. Nhìn cái tôm nhảy á, tôm sống nhảy á, nhìn thích lắm. Kéo lên nha, chuẩn bị kéo để bỏ vô vỏ để kéo lên. Từng mẻ lưới như này. Đây là lưới kéo tôm nha anh chị. Hai hai anh một 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 lưới, một mẻ. Kéo lên. Nhìn ở ngoài thích lắm anh chị ơi. Đó là cảnh thu hoạch tôm tại miền Tây. Đó, chúng ta bỏ vô từng cái vỏ như này. Đó, rồi chúng ta sẽ kéo lên.
À, lại dây kéo lên nha. Ồ, nhìn tôm thích lắm anh chị ơi. Kéo lên. Đó. Kéo lên nha. Đó, từng cái vỏ như này. Hơn nhưng mà tôm chẹt nhiều. À, quá nhìn tôm quá anh chị ơi. Đó, chúng ta đổ nước đá vô nha để cho tôm hôn mê nha. Đó, để chở đến nhà máy nha. Đó, đổ nước đá vô, nước đá lạnh đó anh chị. Đó, bên kia là cái thao nước đá, cái thùng nước đá lạnh và đổ vô. Đó, đổ nước đá lạnh vô. Đó, từng giỏ thu hoạch tôm anh chị. Nhìn ở ngoài rất là thích luôn. Quá trời tôm. Kéo lên nha. Đang bán cho nhà máy là 80.000 một ký nha. Một vuông tôm thì theo em hỏi các anh chủ nuôi tôm thì một vuông tôm như thế này sẽ thu hoạch được 1,2 tấn tôm nha anh chị. 1,2 tấn tôm. Đó. Ông kéo có nửa chồng mà. Thì nãy ông kéo một chồng. Đó, nhìn tôm thích lắm anh chị ơi, từng giỏ từng giỏ từng giỏ kéo lên nha. một chồng luôn hả? Sau đó là đổ nước đá vào. Đổ nước đá vào, đá lạnh á để làm cho tôm hôn mê trước khi chở vào nhà máy. Đó, đã luôn, nhìn tôm đã lắm anh chị ơi. Đó, từng giỏ từng giỏ như thế này. Đó, để đó hồi chúng ta sẽ canh ký nha. Đó, nhìn thích quá anh chị ơi. Đó, từng giỏ giỏ điện như thế này nè. Quá thích luôn. Đó, thu hoạch đó. Từng cái giỏ như thế này. Nhìn rất là thích luôn anh chị ơi. Đó, hai anh ở dưới, hai anh ở trên. Đó, tôm anh chị. Không lỡ gì, không lỡ gì, nói đúng đúng. Hôm nay là một mẻ gọi là thu hoạch vuông tôm rất là bội thu, rất là mừng cho các anh chủ nuôi tôm. Ở những vuông tôm này là của anh chủ, là của ông anh của mình nha anh chị. Đó, cũng mừng cho anh chị các anh nuôi tôm có thu hoạch bội thu như thế này. Em nhìn tôm ở ngoài em rất là thích luôn anh chị. Quá thích luôn. Đó, xe chở đi nha, xe đầy những cái một cái vỏ điện này là 60 kg. Đó, chúng ta cân ký xong rồi chúng ta sẽ chở ra xe chở lên nhà máy nha. Đó, thu hoạch. Đó, từ xe từng xe máy sẽ chở tôm đi. Đó, đổ vô từng vỏ điện đó, rất là nhiều luôn chị. Xung quanh đây rất nhiều nhiều vuông tôm nha. Rồi xong bỏ đá vô ốp. Đó, đổ vô. Đó, để giữ lạnh nha. Một vỏ là 60 kg nha anh chị. Giá hiện tại đang bán cho nhà máy là 80.000 một ký tôm nha. Đó, từng vuông ở kia là các anh đang kéo liên tục kéo kìa. Ở đây là đưa lên từng vỏ điện, xong đó là căn ký. Có chị thì ngồi ghi lại. Đó, ghi lại những cái số số vỏ điện á. Bao nhiêu tấn. Rất là thích luôn chị. À, trời ơi, nhìn đã mắt lắm. Hôm nay là bội thu nha. Quá thích luôn. Đó, ai chưa thấy cảnh thu hoạch tôm tại miền Tây sông nước. Đây là cháu mình nè anh chị. Đó, cháu mình nó cũng ra xem thu hoạch tôm nha. Kéo lên nha. Nhìn thu hoạch tôm đó, bắt được hai cái nữa anh chị. Đó, bắt được hai cái đó. Nhìn tôm ở ngoài rất là thích luôn chị. Quá nhiều. Hôm nay nhìn cảnh thu hoạch tôm như thế này rất là mãn nhãn, gọi là những vuông tôm bội thu.
em cũng đi nhiều nơi để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh sinh hoạt đời sống kinh tế tại địa phương cũng như là đô thị để gửi đến anh chị và các bạn. Mong anh chị, cô chú và các bạn luôn luôn ủng hộ kênh Mọi Thứ Việt Nam để Mọi Thứ Việt Nam có động lực làm những video về kinh tế từ đô thị đến địa phương để gửi đến anh chị. Đó, bắt đầu là đầy xong là bắt đầu xe chở đi. Đó, xe máy xe chở đi, ra xe để chở lên nhà máy nha. Một giỏ là 60 kg. Từng giỏ đó, cô đó ngồi cân, một chị ngồi ghi, ghi sổ, sổ sách. Đó, làm liên tục nha anh chị. Đó, một tí đá vô giữa hai, giữa hai cái sọt, sọt tôm. Đó, bắt đầu đưa lên xe để chở đi. Ảnh thu hoạch tôm liên tục như thế này rất là thích anh chị, nhìn rất là thích luôn. Rất là nhiều tôm, nãy giờ thấy quá trời xe để chở đi. Hôm nay là một trong những mùa vụ bội thu tại các vuông nuôi tôm miền Tây sông nước nha. Cái dựng nó dài hơn cái chẻm chớp. Mình đâu biết cá bùi với cái đói. Vô cái bả cá này cá đói à, có con bự ngon. Cá bằng lao với cá ta là liên tục luôn anh chị. Đó, người dân miền Tây nuôi tôm. Thật sự nuôi tôm được những vụ mùa bội thu như thế này thì rất là thành công luôn anh chị. Rất là vui. Sau khi mà thu hoạch những cái vuông tôm này, chúng ta sẽ để vuông tôm trong vòng một tháng, sau đó vệ sinh lại, vệ sinh hồ vuông tôm và tiến hành nuôi đợt tiếp theo. Đó, nhìn tôm đá chưa anh chị? Sọt tôm, chị bò tôm, chị bò con táo, cần khí, nhìn ở ngoài rất là thích luôn anh chị. Rất là thích luôn. Đó, thu hoạch liên tục nhìn cảnh thu hoạch này rất là vui luôn. Hôm nay tận mắt tới khu vực thu hoạch tôm ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ở đây là thuộc xã Vĩnh An, Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha anh chị. Rất là thích luôn, tôm nhìn đã quá. Từng giỏ. Cân ký. Tính ra một vuông tôm là thu hoạch được cỡ 1,2 tấn là rất là thành công luôn. Từng vuông tôm vậy. Qua đâu là đâu? Nhìn tôm đã chưa? Quá thích luôn chị ơi. Quá nhiều luôn. Quá nhà đám mấy con ảnh mà chị nó ra mà. Nó tại chịu ăn cơm mày nói mày ngưng làm luôn. Mẹ má con mày giống đi thì mày. Cái cậu chơi cháu chơi lại cậu. Cần ký quá. Đó, để làm cần ký. Đổ tôm ra. Quá. Rồi mới thấy cảnh thu hoạch như thế này. Quá đã. Rồi video cũng tới đây là kết thúc. Em cũng gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh thu hoạch tôm tại miền Tây sông nước. Đặc biệt khu vực này là Vĩnh An, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cũng gửi đến anh chị. Đó, xe chở bắt đầu chở đi. Đầy xe bắt đầu chở từng xe máy ra. Thôi cũng chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực
làm những video tiếp theo thực tế hơn, hấp dẫn hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.